Thưa các vị, hôm nay là ngày 16 tháng 5 2024. Hôm nay chúng ta học đến Thiền sư Tịnh Thiền trong cái quyển Thiền sư Việt Nam. Thiền sư Tịnh Thiền đời thứ 17 dòng Tịnh Đi Đa Lưu Chi. Ông sinh 1121 và mất 1193. Nhìn vào đây thì thấy ông có cái tuổi thọ 73 tuổi. Sư Hộ Phí, tên Hoàng, quê làng Cổ Giao, quận Long Biên. Lúc đầu, sư cùng bạn đồng học là Tỉnh Không, thờ Thiền sư Đạo Lâm, chùa Long Vân làm thầy. Ngày ngày sư thiết tha vì đạo nên thâm nhập được quyền yếu. Đạo Lâm biết sư là pháp khí, ban cho pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn chứng rằng Tịnh là trí tịnh tròn màu, Thiền là tâm thiền lặng lẽ. Đạo Lâm qua đời, sư mới dạo khắp các thiền hội, tìm bạn đạo và học hỏi thêm. Đạo duyên thuần thục. Sư về quê nhà, trùng tu ngôi chùa Long Hoa, rồi trụ trì tại đây. Hàng ngày ngoài giờ tu tập thiền luật, mọi hoạt động sư đều nhắm vào tâm niệm lợi tha. Năm Thiên Gia Tư Thủy thứ 8, 1193, nhằm năm Quý Sửu, ngày 12 tháng 8, sư viên tịch, họ 73 tuổi. Môn đệ là Pháp Ký, soạn văn bia chùa ghi rằng, sư sinh đồng thời, họ lý trị đời, sáu độ đâu quên, tứ hoằng nào bỏ. Chỗ uống trà là chỗ thập phương thí chủ dồn về, khi chống tích, bốn bộ học đồ quy tụ. Thần thông khó lường, quyền dũng khôn xét. Tự dẫn đến trường Phật giác, thì đâu thể nêu cao thắng nghiệp. Thật là vầng trăng báo trong bầu trời, là hoa pháp của linh hồn xóm làng. Đây là bài kệ do đệ tử của ông tán ông. Chấm hết. Thiền sư này nhiều đó thôi. Thế thì chúng ta cũng đi vô cái vị thiền sư này để nói cho nhau nghe. Một ngàn một trăm hai mươi mốt. Một ngàn một trăm chín mươi ba. Thì đầu tiên đó là chúng ta nói về hành trạng của ông. Có những cái nét mà các vị lưu ý nghe. Cái nét đầu tiên đó là bạn với Tịnh Không. Nét thứ hai đó là cùng thờ Đạo Lâm làm thầy. Nét thứ ba đó là pháp danh Tịnh Thiền. Nét thứ tư đó là hành trạng sau khi ngộ đạo. Và nét thứ năm đó là kệ tán của pháp ký. Mình phân ra những nét như thế này là đại chúng tóm cuộc đời của ông lại rất là dễ dàng và chúng ta hiểu được rất nhiều điều nữa đây. Đầu tiên đây là vị thiền sư. Ông có bạn đồng song lúc còn ở nhân gian, lúc cùng nhau đi thăm vấn, lúc thờ thầy. Đây là người bạn khá là thân tình từ lúc chưa tu cho tới lúc tu, cho đến lúc hành đạo. Cái nét thứ hai rất quan trọng là họ cùng xuất gia và cùng thờ ngài Đạo Lâm nghe. Hai điều này đã nói cho chúng ta rất nhiều vấn đề nơi đây để cho các vị lưu ý. Vấn đề đầu tiên đó là họ có một cái nhân duyên rất lành, kết làm pháp hữu với nhau.
Nét thứ hai đó là một cái tình bạn mà có thủy chung là một điều khó kiếm. Thông thường chúng ta thân với nhau, đặt cái nền tảng ở trên thấp nhất là lợi dụng nhau. Thứ hai, ỷ lại nhau. Thứ ba, nhờ vả nhau. Tình bạn đặt trên nền tảng đó thì nó dễ phôi pha, dễ quay lưng. Cho nên cái tình bạn của một già lam tự viện hoặc là tình bạn trong cái chốn tu hành đó, nó đặt cái nền tảng đầu tiên là hy sinh vì nhau, bảo bọc nhau và giúp đỡ nhau trên con đường tu tập. Nếu có ba yếu tố này, các vị có thể thân với bất cứ người nào, người đó cũng là bạn thâm giao cả. Không có ba yếu tố này thì mình chơi với bất cứ ai, thưa các vị, sớm với chiều rồi chúng ta cũng chia tay. Cho nên các vị nhìn vào điều này, nghiệm ra cái. Thứ nhất là hy sinh vì bạn mình. Thứ hai, bao dung tha thứ bạn mình. Thứ ba, vì một việc thôi. Đó là việc giúp nhau thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, giúp nhau đoạn phiền não khổ ưu. Ba yếu tố này trong nhân gian không có. Nhân gian nó có thể thân với nhau vì lợi, thân nhau vì danh, thân nhau vì cùng một đẳng cấp xã hội, thân nhau vì lợi dụng được nhau, vân vân. Nhưng mà trong đạo chúng ta thì cái nền tảng của đạo đức đứng làm đầu. Do vậy cho nên vị tha là một, tức là vì người không phải vì mình. Chơi bất cứ ai nên đón nhận cái điều này. Thế là mở rộng hơn thưa các vị, nếu các vị là thầy thu nhận đệ tử, các vị cũng nên cư xử trên ba nền tảng này nhé. Một là vị tha, hai là cái lượng bao dung của các vị rất lớn, ba là vì giúp người giải quyết tự sinh thôi. Trong quá khứ có những vị thiền tăng họ giao du, tức là họ thân tình với những người cư sĩ. Có khi họ không cần phải thân tình với nhau, ở chung một chùa xuất gia với một thầy. Có khi họ xa xôi lắm, gọi là phương ngoại hữu đó. Các vị nghe cái từ này ha, phương ngoại hữu. Chống gậy rong chơi hề phương ngoại phương đó, của tự trung thiền sĩ đó, đó chữ này phương ngoại hữu, tức là những người bạn không từng gặp mặt. Ở đời thì nó có bạn gọi là bạn vong niên, ông già 90, thế nhưng mà chơi với chú bé 20 tuổi, kết bạn nhau thân tình, không có phải bắt nó gọi bằng ông bằng gì cả, bạn với nhau. Tương ứng với nhau vì một điểm gì đó, cho nên người ta có thể thân với nhau một cách rất là ân cần. Trên đời này có những người, họ không phải là người tu nhưng mà họ dễ thân thiện lắm nghe. Tại vì tâm của họ nó tràn đầy pháp lành, nó không có che chắn, không có bảo bọc, không có cần thấy là phải che giấu gì về đời sống họ, họ như bánh bao trắng thôi. Cho nên những con người đó rất là thân thiện với mọi người. Cái nền của tâm thức con người đó nó là có pháp lành, có tâm rộng lượng. Do vậy cho nên những điều này các vị nhìn vào để các vị nghiệm ra cái vị tha, cái bao dung này. Sở dĩ nó có mặt là tự nền tảng này á, vì giúp người giải quyết tử sinh, giúp người đoạn khổ, giúp người vượt qua những cái trắc trở trong đời sống tu, mà để chúng ta có tu tập ít nhiều, có tấm lòng đối với đạo thì chúng ta tự nhiên là không phải mở rộng điều này với những người chúng ta thân mà với tất cả pháp hữu, những người đồng phạm hạnh, tức là cùng thọ tỳ kheo như nhau, khóa pháp phục như nhau, xuất gia một thầy như nhau. Khi ta nhìn ra điều này rồi, các vị ở trong một chùa, các vị đệ tử một vị thầy hoặc là trong một dòng tu mà các vị trừng trị nhau hoặc là xúc phạm hoặc là đè bẹp hoặc là các vị không đồng thuận với nhau, không chấp nhận nhau để hành đạo, đây là cái điều rất là tệ. Rất tệ hơn phàm phu nhiều. Nó nhớ vậy nghe. Là một người xuất gia gặp bất cứ người xuất gia nào, điều đầu tiên là ta nên mở lòng, cung kính, đón chào.
không có cái kiểu nghển nghển ngẩn ngẩn gặp nhau thấy như kẻ thù. Và dùng cho truyền thống đó, khất sĩ Nam truyền Mật Thừa ăn mặc không có phải là truyền thống của Trúc Lâm. Thế nhưng mà các vị nên nhớ, cái nền tảng để làm thành phước lành, nền tảng làm thành công trình hành đạo, nó đặt trên cái chỗ căn bản này. Đây là vấn đề rất bình thường trong đời sống của chúng ta. Hãy hiểu điều này. Để thiết lập cái nhân cách của người tu bằng không thì chúng ta có thể là hòa thượng, có thể là thượng tọa, nhưng mà nhân cách chúng ta rất là tồi. Mình chỉ dám dùng cái từ đó thôi nghe, tồi. Đây là điều thứ nhất, hãy nhớ. Điều thứ hai, đây là một vấn đề nó liên hệ rất là sâu đối với đời sống người xuất gia. Đệ tử của Ngài Đại Huệ có một vị tên là Ngài Tùng Nguyên hay chi đó, tôi không nhớ kỹ. Sẽ có dịp mình lục lại. Mùa ẩn cư năm đó, thầy sai. Bảo rằng là ông về miền Bắc, không phải Bắc Cali đâu nha, Bắc Trung Hoa. Gặp một vị thầy, giao thơ này cho ta. Thực ra thì Ngài Đại Huệ, Ngài dư biết rằng là trong cái chuyến đi này, tức là trong cái chuyến hành trình này có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho cái người đệ tử này. Trong khi anh đệ tử thì nó lùng bùng. Mùa ẩn cư không để cho người ta ở nhà tu tập, tinh tấn, bắt người ta đi thế này. Con đường dài vạn dặm như vậy thì cái công phu tu nó đâu liên tục đâu. Thế là một vị huynh đệ thế này, huynh đệ đã là một thiền tăng, thì không trở ngại bất cứ nơi nào có thể an thân lập mạng, tức là không trở ngại cái chuyện đi, đứng, ngồi, nằm, cái chuyện du sơn ngoạn thủy, không thời khắc nào không có thể tham thiền học đạo cả. Cho nên huynh hãy yên tâm, tôi cùng đi với huynh. Các vị thấy là hy sinh á, đi với huynh đệ. Thế nhưng có một điều tôi không giúp huynh được đâu nghe, trên đường đi tôi giúp mọi thứ. Thế nhưng có điều tôi nghĩ có 5 điều tôi không giúp huynh được. Phải 5 điều là điều gì? Thứ nhất, ăn cơm, thứ hai, mặc áo. Thứ ba, đại tiểu tiện. Và cuối cùng, cái thứ năm quan trọng, cuối cùng là cái hình hài tứ đại này. Huynh mang nó đi, vác nó đi. Tôi không thể thay huynh làm gì cả. Vác cái hình hài này đi đông đi tây, vác hình hài này dạo non dạo núi, vác hình hài này tật bệnh ốm đau, vân vân. Cuối cùng huynh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của huynh thôi, tôi không giúp được gì cả. Nghe câu này như Tùng Nguyên thì phải, Tùng Nguyên hay gì Nguyên đó tôi nhớ không kỹ, ngộ liền, hóa ra là như vậy. Thế mình làm lại 5 điều để chúng lưu ý nghe. Ta có thể thương bạn, ta có thể thương thầy, ta có thể thương đệ tử, thậm chí nếu ta chưa tu, ta có thể thương người thân của ta, con em của ta, bố mẹ của ta, nhưng mà không thay đổi được cái gì cả, không thể giúp ai được cả. Này ăn, này ở, này ngủ nghỉ, này bệnh đau, vân vân, vác hình hài này đi trên mặt đại địa này, các vị không thể thay ai giúp được điều này cả. Nói một cách cùng tột theo đạo lý đó. Này buồn, này vui, này hờn, này giận trong tâm thức các vị sinh khởi. Các vị không có quyền thay ai làm điều này. Chỉ có một mình duy nhất chịu trách nhiệm về điều này thôi. Và khi cái câu nói này bật ra, vị thiền sư này liền ngộ được cái tinh yếu của Ngài Đại Huệ, Ngài đã dạy lâu nay. Và từ câu chuyện này các vị đọc vô trong thiền thoại, các vị nghiệm ra đạo lý rất là nhiều được gửi gắm trong câu chuyện này nghe. Và cuối cùng chúng ta kết lại nơi đây để nói về tình bạn. À, thầy, yếu tố chính của đời sống người xuất gia đến với công trình tu, nó không phải vì cái chi cả. Cái ăn, cái mặc, cái chùa, cái chức vụ, cái địa vị. Cái đạo lý chính của người xuất gia đến với đạo và xuất gia thành một người tu, nó chỉ một việc duy nhất thôi, đó là việc này. Vì đại sự, vì giải quyết chuyện tử sinh, vì chán trần gian này, vì chán con đường tử sinh dài quá cho nên ta ngao ngán không muốn đi trong cõi tử sinh nữa. Do vậy một khi luyện mình vào đời sống tu rồi, chỉ có một việc thôi, không có việc thứ hai nghe.
không có việc buồn, giận, ghét, thương, không có việc ganh tị, dỗi hờn, không có chuyện phiền hà, trách cứ, tất cả những cái thứ phù phiếm đó, nó không dính với người tu. Thì giờ ta không có nhiều đâu. Cái già nó được bên các vị, cái bất trắc nó được bên các vị. Và khi già, khi bệnh, khi mất rồi, ta không có nương tựa ai bằng chính cái tâm của ta. Cho nên hai điều này, đó là nền tảng để chúng ta xây dựng cái nhân cách của người xuất gia cư xử với nhau. Bằng không thì chúng ta xuất gia thì cứ xuất gia, tu vài chục năm thì cứ vài chục năm. Thế nhưng mà tâm thức ta nó hẹp hòi, chật chội, và buồn giận ghét thương không bỏ được, sân si nghiệp chướng vẫn y nguyên, thì đây là cái điều mà chúng ta làm ô uế cái pháp Y Như Lai, ô uế cái danh từ tăng già. Tại tăng già là cộng trú, tăng già là sống rồi sống hài hòa, tăng già là hòa hợp nghe. Rồi đừng tưởng tăng già là mấy ông tăng già này. Tăng già là từ chung, chỉ cho đệ tử xuất gia Như Lai, tỳ kheo, tỳ kheo đi đó. Cho nên hai điều này các vị nên nhớ. Ý thứ ba rất là quan trọng là cái danh từ tịnh thiền này đủ để cho chúng ta tu rồi. Thế nào là tịnh thiền? Tịnh thị, tịnh trí, diệu viên. Giờ mình viết cái chữ này bằng tiếng Hán rồi giải thích. Các vị thấy là pháp tu nó nằm trên cái chữ này. Thiền thị, thiền tâm, thường tịnh. Tịnh là chế, tức là trí tuệ là một, thanh tịnh là hai. Hai điều này nó kết hợp lại, nó làm cho tâm các vị tròn sáng. Nói cách khác, tâm không chạy đông chạy tây, tâm không chạy tới quá khứ, không lui về tương lai, sáng bừng ngay phút giây hiện tiền, không có một niệm sinh khởi, gọi là tịnh. Thiền là chế, thiền là cái trạng thái tịch lặng, nó luôn có mặt ngay nơi tâm các vị, không có lúc nào rời, gọi là thiền. Cái kỳ cục trong đạo nó có những cái từ mà người ta không cần nhiều đâu nghe. Hai cái chữ pháp danh là đủ tu rồi. Rồi các vị dõi theo những bước đường các vị thiền tăng, các vị nhìn ra điều này. Hai chữ đủ tu là chi? Một là định là huệ. Thứ nhất định huệ. Thứ hai là chi? Thứ hai là tỉnh và tịch. Thứ ba là chi? Thứ ba là tuệ tri. Thứ tư chỉ cần một chữ tri thôi. Thưa các vị, tâm ta nó có hai phần. Một là nó sao động bất an, hai là nó ô uế cấu nhiễm. Thế là mình loại trừ những cái ô uế cấu nhiễm thì gọi là tỉnh nghe. Thế nhưng nếu tịnh mà không có trí, tức là không có ánh sáng của tuệ chiếu sáng, thì nó lâm vô cái tình trạng mà các vị lạc vào vô ký, chìm vào hôn mê. Cho nên với lục tổ Huệ Năng thì ngài nói rằng pháp hành của ta chỉ có hai phần thôi, định và tuệ. Đẳng dụng, hai cái từ này là từ lục tổ Huệ Năng nghe. Tức là dùng cùng một lúc có định và có tuệ, có quán và có chiếu. Nhớ là từ thứ năm là chiếu kiến nha. Cái từ này của lục tổ Huệ Năng, định và tuệ cùng một lúc có mặt trong lúc các vị hành trì, cũng như định và tuệ tức là chỉ và quán đó. Thế là mình trở lại cái pháp tu của mình, mỗi tối các vị tọa thiền đó, canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, muôn kiếp tới nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt diệt gì ư. Cụ Trúc Lâm cụ chọn những bài thi kệ này để làm bài kệ hô canh tọa thiền, nó hay hơn gấp nhiều lần so với truyền thống. Nói mất lòng nhau nhưng mà không nói thì không được. Tại sao? Truyền thống thì sơ canh gì đó tọa thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, tức là sơ canh đã đến rồi, ngồi trên sàn thiền để tọa thiền, tam nghiệp tức là ba nghiệp lóng lặng để thấy được Phật. Nếu vị thấy nó khác, cái này canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,
muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt. Cần gì sinh diệt, diệt gì ư? Hay là đâu cần sinh diệt, diệt gì ư? Các vị người nhìn ra một điều rằng là ngay cái lời hô canh đó là pháp thiền đạo rồi. Tinh thần tịch chiếu là gì? Vừa lặng lẽ, vừa chiếu sáng. Thì nó là định huệ đáng dụng này. Lặng mà không chiếu sáng thì lạc vào vô ký. Chiếu sáng mà không lặng thì nó lại lâm vô cái tình trạng là gì? Vọng thức sinh diệt, tâm thức bất an. Thế này quay ngược lại, cái sự tu tập như bây giờ hiện tại nơi đây các vị đang học, tâm các vị nó có lặng lẽ, có chiếu sáng như vậy? Lặng và sáng nghe. Tại vì ngồi đây nghe Thầy Phước Tịnh ông nói, đâu có thì giờ đâu mà nghĩ đông nghĩ tay. Nó dừng lại nghe đây là đỉnh rồi. Và ông nói thì nghe, không nói thì không nghe. Thế thì đó tịnh lặng rồi. Điều thứ hai, rõ ràng từng tiếng tôi nói thì các vị nghe, thì nó có cái tâm đang chiếu sáng, tức là có định và tuệ ngay một lúc. Do vậy cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng định và tuệ của Ngài hướng dẫn tu tập, nó là định tuệ đẳng dụng. Thứ hai nữa là định tuệ này là tự tánh định nha. Từ thứ hai ông dùng đó là cái thiền của Đốn Ngộ là tự tánh định. Định của tự tánh nó không dính chi với việc ngồi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cả. Các vị đi tới, đi lui, các vị ngồi, các vị nằm, các vị nói, các vị cười bình thường. Nhưng mà tâm các vị luôn trú trong trạng thái đang quan sát. Thế thì các vị đang trú trong trạng thái chi? Lặng lẽ, tỉnh táo, vô niệm. Vô niệm không phải là như hư không này. Vô niệm là có ánh sáng của trí tuệ đang chiếu. Cái điều này nó không rời ta phút giây nào cả. Tu đại thừa hay tu thiền đốn ngộ, nó không có quá hình thức như là truyền thống thiền nguyên thủy là như vậy. Không cần ngồi cắm mắt, cắm mũi rồi quán chiếu thân này được chẻ ra là 1.000 mảnh, mảnh nào nó cũng vô thường, mảnh nào nó cũng là sinh diệt, vân vân. Không cần. Trú trong trạng thái tâm thường tịnh luôn chiếu sáng thì các vị tự nhiên cảm thấy một điều rất đơn giản là các vị không hề là nài nông quẩn, không hề là những buồn vui, không hề là những lo âu phiền muộn, mà các vị là cái trạng thái tâm đang chiếu sáng hiện tiền. Điều này quy chiếu vô cái phần này là đang chiếu kiến nông quẩn đây. Chiếu kiến này nằm ở đâu vậy? Kinh Văn Nhã. Định huệ này nằm ở đâu vậy? Pháp Bảo Đàng. Thường tỉnh và tịch nằm ở đâu vậy? Tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tỉnh tỉnh vọng thức phi. Tịch tịch vô ký phi, tức là đây là những câu của Quyền Giác Đại Sư nghe. Một tập Chứng Đầu Ca 50 mấy đoạn, thưa các vị, nói điều này thôi, dẫn vô pháp hành thôi. Và chữ tể trí này thì nó lại có nguồn gốc từ Kinh Văn Nikaya, tức là Kinh Văn cái văn học A Hàm. Thế Tôn bảo rằng khi có buồn, có vui, có hờn, có giận thì hàng tỳ kheo biết quán chiếu là đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Mà ta không phải là buồn, vui, hờn, giận nha. Đơn thuần ta chỉ là cái trạng thái tâm đang quan sát buồn, vui, hờn, giận. Thế là không có buồn, vui, hờn, giận, không có tham sân si chi, thì hàng tỳ kheo mới biết đây là trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên, không có buồn, vui, hận, giận, không có tham sân si. Thế thì cái tâm quan sát này, năng lực tuệ trí này, không khác gì với cái từ định tuệ của Lục Tổ dùng, không khác gì với cái từ tịch tỉnh của Ngài Quyền Giác dùng, không khác gì với cái từ chiếu kiến của Bát Nhã dùng. Ngàn sông chảy về biển là như vậy. Thế nhưng mà tới Ngài Thần Hội, Ngài gom những cái chữ này lại bằng một chữ thôi. Tri chi nhất tự chúng diệu chi mô. Một chữ tri thôi. Vô cùng màu nhiệm mở vào cánh cửa của ngàn vạn pháp môn của chư Như Lai. Hay nói cái khác, một chữ tri thôi, các vị phá vỡ vô minh, đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thanh trí, viên mãn niết bàn ngay bây giờ, ngay ở đây. Thế thì cái chữ tri sao mà ghê gớm vậy? Ta hình dung rằng là lâu nay buồn, vui, hờn, giận, bất an, ta thấy đó là ta, hình hài này là ta. Bây giờ ta chỉ cần làm việc là biết rằng hình hài này là đối tượng bị ta quan sát. Có ai truy không? Trí.
thấy nó như bản chất sinh diệt của nó mà nó không phải là ta. Thế thì các vị trú trong thiền đạp rồi. Này buồn, này vui, này những cảm thọ đang sinh đang diễn cùng cũ đang ngang qua, các vị chỉ cần nhìn nó như bản chất sinh diệt của nó, biết nó là đối tượng bị ta nhìn. Ta là cái tâm lặng lẽ, tỉnh sáng quan sát nó đang đến đi sinh diệt. Thế thì tri rồi. Này quá khứ tràn về, này tương lai lôi kéo ta nghĩ suy, vân vân. Tâm thức ta nó sinh khởi bao nhiêu thứ, nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc, quan sát được nó thì các vị trú trong trạng thái tri này. Trạng thái tri này cũng là đang chiếu kiến theo kinh Bát Nhã. Trạng thái tri này cũng là tâm viên giác nói theo kinh Viên Giác. Trạng thái tri này cũng là chân tâm thường trụ nói theo kinh Lăng Nghiêm. Trạng thái tri này cũng là định huệ đẳng dụng của lục tổ Huệ Năng ngày dùng. Trạng thái tri này cũng là cái chữ tịch và tính của Ngài Quyền Giác, Ngài sử dụng trong chứng đầu ca. Từ điều này đó cho chúng ta quy chiếu lại điều hay của Ngài Tịnh Thiền. Đó là Ngài Đấu Lăng. Là những vị thiền sư chứng đạo nhìn thấy cách hành trì của đệ tử, thăm dò và trí tuệ của đệ tử, cho nên đặt cho cái từ này để làm chi? Dắt dẫn pháp hành trì để cho đệ tử thành tựu pháp khí nghe. Cái pháp danh thấy thì nó bình thường, nhưng nó rớt vào các vị rồi thì các vị nên nhớ là ta có cái duyên rất lớn đối với Phật Pháp. Đây là điều thứ ba ta nói về Ngài Tịnh Thiền. Từ pháp danh ta thăm dò rất nhiều điều nữa đây. Thậm chí những điều này giúp cho chúng ta quay ngược về đi vào sự hành trì tu tập nghe. Đây là nét thứ ba nói về Ngài Tịnh Thiền. Nét thứ tư, hành trạng ông sau khi ngộ đạo, nó có nhiều điều để chúng ta nói nữa đây. Có vài nét nữa đây mà chúng ta nên lưu ý. Thứ nhất là biến du thiền quốc tầm sở hữu. Thứ hai, đạo duyên kỹ thuật nải hoàng bổn hương. Thứ ba là hoàng bổn hương. Thứ tư là trùng tu phạm vũ nghe. Và thứ năm, thiền giáo luật, thiền luật đồng hành. À, và thứ sáu là lợi sinh vi niệm. Đây là cái công trình của Ngài Tịnh Thiền sau khi ngộ đạo. Biến du thiền quốc, nghĩa là tất cả đạo tràng dạy thiền ông đều đến học cả. Nghe thì dường như nó rất là đơn giản, nhưng không dễ đâu nghe. Mình nói điều này các vị nghe, các vị thấy nó không dễ. Ví dụ các vị sinh ra trong cái dòng giả của Trúc Lâm đi. Các vị tu đến một cái giai đoạn mà tâm thức các vị nó vững vàng, hiểu được đạo lý. Thế nhưng các vị có dám biến du thiền tịch không vậy? Tức là đi khắp những nơi chốn có dạy thiền để mình tham khảo, học hỏi, thăm dò. Dám không? Không dám. Tại sao? Dù rằng mình biết rằng nơi này hoặc là những cái chùa viện mình thường trụ đó, dường như vị thầy mình đã hết bù phép rồi. Tức là ngang đó hết rồi, không còn gì hơn nữa đó dạy. Và mình nghe đâu đó rất là nhiều nơi có khả năng mà dắt dẫn mình về nhiều lĩnh vực nghe, về luật nghi, về nhân cách cư xử, về đạo lý, về kinh văn, về đời sống, về tổ chức già la. Có nhiều điều mình học lắm chứ đâu phải chỉ có đơn giản gần đó canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu là hết đâu. Thế nhưng mà cái nỗi sợ hãi là một, bị khống chế, bị áp lực của một trung tâm, một dòng tu là hai, không dám bước ra ngoài cái vùng quang phổ đó, tức là không dám bước ra ngoài cái vùng cương tỏa ấy. Thôi sống đây cho nó bình an, tại vì bước ra ngoài là về không có được là một, người ta hâm là bước ra ngoài là bị
dứt phép thông công đó, tức là không công nhận người của tông môn. Và nhìn ngang đây thì các vị nghiệm ra điều rằng là biến du thiền quán, tức là những đạo tràng dạy thiền, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ ha. Thấy thì vậy, nhưng mà tâm thức chúng ta nó giống ốm yếu, giống sợ sợ, đầy những lo âu, và luôn muốn tựa nương vào tổ chức, tựa nương vào uy tín của vị thầy, tựa nương vào một cái tông môn, cái truyền thống. Thế cho nên dường như chúng ta có tâm trạng chung là cái nỗi sợ hãi nó đeo dính đời sống ta từ bé thơ. Thế cho nên đi tu là mình còn sợ hơn nữa. Cái pháp chế già lam nó đáng sợ hơn rất nhiều so với đời sống nhân gian. Bé thơ thì chúng ta sợ đi lạc ngõ, sợ bố mẹ không thương, lớn lên chút có đời sống gia đình thì ta sợ người không phối mình, không quan tâm. Già thì sợ con cái mình nó bỏ. Và dường như cuộc đời chúng ta từ bé tới già đều sống trong nỗi sợ. Các vị rời đời sống nhân gian, các vị đến với một cái chùa viện nào đó, các vị học pháp, các vị hành trì, dường như nó đủ để cho các vị sống rồi đó. Thế nhưng cái nỗi hãi hùng từ các vị trong đời sống của chùa dường như nó không có đơn giản để cho các vị vượt thoát đâu nghe. Lỡ rớt vô một cái dòng tu đó là thiền viện Trúc Lâm, uy tín đầy mình, cho nên các vị hãi hùng vô cùng khi nghe nói đến, bị người ta khước từ, không chấp nhận mình trong tông môn pháp phái. Đây là cái điều rất là tự nhiên, cho nên cái từ này coi vậy chứ nặng ký lắm đó, rất sợ. Dù biết rằng nơi đây không nuôi dưỡng được mình thêm cái gì cả, đời sống nó cứ bồng bềnh tháng ngày đi qua thôi, học thì chẳng thêm được chi, tu thì cũng chẳng tiến bộ. Và càng ngày càng đối phó rất là nhiều việc, dường như là nó mất thì giờ rất nhiều, thế nhưng mà gan để đi, để tham vấn, để có đạo tràng thuận lợi, đầu tư đời mình cho trọn vẹn công trình tu, dường như mình không đủ gan làm điều này. Cho nên các vị nhìn biến du thiền quốc không đơn giản. Thứ hai, tầm sở thiểu, tìm một người bạn có thể nuôi dưỡng được mình, giúp được mình, tức là tìm được thiện tri thức để khích lệ nuôi dưỡng đời sống tu mình cho thăng hoa, đâu phải dễ kiếm, cũng đâu đủ gan để làm điều này. Người ta ở yên trong cái vỏ kén lâu đời cho nên nó bình an, mà bước ra ngoài thì rất là sợ. Có những hạt mầm, thưa các vị, nó rất là sợ tách vỏ ra để nó thò cái rễ ra, nó mọc cái đất, tại vì không biết điều gì xảy ra. Có thể chim chuột nó ăn mất. Tách cái vỏ ra thì mới có cơ may lên thành cây, mới có cơ may đùa cợt với bầu trời lộng gió, mới có cơ may nắm nắng mặt trời và đón nhận nắng sương nghe. Còn lần này ta ở trong cái lớp vỏ được bao phủ rất là cứng như thế này, rất an toàn. Và vỏ ấy là cái lớp vỏ của bản ngã là một, lớp vỏ của tông môn pháp phái là hai, gần nhất là lớp vỏ của nỗi sợ hãi. Tìm một người bạn hữu giúp mình được trên đường tu, tương đương với các vị tham vấn được một vị thiện tri thức lớn, một vị thầy nghe. Có khi thầy ta quá cao, ta không có điều kiện tiếp xúc với pháp của thầy, thế nhưng những người bạn mà thấy được đạo, có được chiều hướng tâm linh thì giúp ta rất nhiều. Cho nên những vị thầy là bậc thiện tri thức đó, ông vừa là thầy, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn, cũng vừa là người dỗ dành như người em. Những cái nhân cách của những bậc thầy lớn đều phải như vậy. Muốn nuôi một đệ tử cho nó thành tựu được sự nghiệp giác ngộ không đơn giản đâu nghe. Không phải là cái chuyện là cứ trừng trị, đứng trên cao gõ đầu xuống, mà đôi khi vị thầy đủ từ bi cho nên chấp nhận đệ tử mình nó đánh mình. Thiền sư ngày xưa thường làm được điều này. Tìm Nguyên cùng với ông đệ tử đi đám ma đây, các vị nhớ câu chuyện đó ha. Đệ tử gõ vô hòm, nói sống ư chết ư, con người này sống là chết. Thầy nói sống ta không nói, chết ta không nói. Đệ tử nói tại sao không nói, không nói là không nói, ông không nói tôi đánh ông, đánh thì cứ đánh, nhưng ta không nói. Biết đâu cái lời đó là lời khai thị tột nguồn tột đáy của thiền đúng ngộ chứ. Thế ông đệ tử này ông khùng khùng, cho nên đánh thầy thiệt,
đánh ổng, không biết bầm mặt bầm mày không, người ta không biết, thế nhưng ông thầy cũng thương quá. Ông nói này, người nên dọn áo đi đi nghe, chứ về người ta biết chuyện này là chúng nó đập người chết. Đấy. Cái ngôn ngữ ta là ngôn ngữ thiền, còn ngươi sử dụng ngôn ngữ và cái tính cách ngươi thì rất là phàm phu. Do vậy cho nên cái chuyện này thấu tai tri sự thì ngươi bầm mình á, thôi đi trước đi, chị yên. Thế là ông đệ tử ông nghe lời thầy ông đi. Sau đó tới một lúc ngộ đạo rồi mới trở về, nhớ lại cái ơn thầy vô cùng lớn, lòng từ bi hơn cả mẫu thân mà. Nó đánh mình bị oan vô cớ nhưng mà vẫn thương nó, thôi con đi đi, đừng ở đây, chúng đánh chết. Tại vì nó thấy đánh hòa thượng đâu phải là chuyện chơi. Học đạo cái kiểu khùng khùng cái đó mà ai chấp nhận được. Thế thì các vị biết rằng là thầy ngày xưa không phải như thầy bây giờ. Vì một đại sự nhân duyên thôi. Cho nên tìm bằng hữu không đơn giản đâu nghe. Bằng hữu thực sự, đó là những vị thầy khai ngộ cho ta, những vị thiện tri thức. Thứ ba, về lại quê hương, về lại nơi đã sinh nên ta, nuôi dưỡng ta để làm gì? Đã thấy được đạo rồi, rất là nhiều con người ở nơi quê hương khốn khổ đó, họ trông chờ một ánh sáng giáo pháp, cho nên phải mang ánh sáng chánh pháp về tặng cho cái nơi chốn đó. Nói lên cái tình của một người rất ư là chi? Đầy nhân hậu, đầy nhân hậu. Mình đi rồi cái mình bỏ quê hương luôn, trong khi đó người xưa không có. Đi làm được việc về lại giúp quê hương. Khác với chúng ta giờ lỡ đi Mỹ rồi thôi ở Mỹ luôn, không có về Việt Nam đâu. Khác nghe. Ngay nền tảng căn bản mình thua rồi. Ở chi nữa, trùng tu phạm vũ. Có những ngôi chùa nhà quê cọc cạch khó khăn, cho nên ngài có uy tín của một thiền tăng đủ phước lành, cho nên thay vì cái số tiền người ta cúng dường đó xài cho bản thân, không, đem ra làm những việc thiện sự, những việc cần thiết, tiếp tăng độ chúng, xây chùa giúp bao nhiêu người. Kỳ thực rằng là nếu thế giới người tu bây giờ học được 1/10 điều này, chắc chắn rằng là cái diện mạo Phật giáo nó không có đến đổi và người ta coi thường như hiện tại. Phạm vũ thì nguy nga tráng lệ như đền đài cung điện của hoàng đế. Xẻ núi phá rừng làm thiệt thòi cho cả một mảng rừng cây xanh của quốc gia. Xây cái chùa rất ư là đồ sộ để làm chi? Cuối cùng nuôi năm ba ông già là những vị tàn tăng chứ không có lợi ích gì lớn đối với cộng đồng Phật tử, cộng đồng cư dân. Đây là cái điều coi chừng chúng ta lâm vô tình trạng khó khăn, đó là xây chùa càng to, sự tranh chấp nội bộ càng lớn. Tại vì mình không có thời giờ đào tạo những con người có phẩm chất đạo hạnh. Vô dòm cái chùa, chắc thầy mình sớm muộn gì cũng chết và chuyện cái ngôi vị trụ trì cho mình. Đây là cái tai họa của già làng hiện tại nha. Rộng lắm, nó không phải là một hai nơi nữa. Và nhìn chung, các vị mà có đi tham quan các cái nơi chốn già lam lớn, người ta cất bằng tỷ nọ tỷ kia đó, các vị thấy rất là thương nha. Tại vì chư tăng trẻ giờ họ không có chịu ở chùa, ngay trong cái hệ thống thiền viện bây giờ, các vị tìm ra ngoài thường chiếu rồi. Những cái trung tâm lớn nha, dường như là chúng ta càng ngày càng mất người. Cho nên cái chuyện trở lại quê hương, cái chuyện xây dựng già lam phạm vũ, cái chuyện giúp cho những nơi chốn cần thiết, dường như cái điều này chỉ có ở trong thiền sử. Chúng ta giờ cũng tu thiền nhưng mà dường như vấn đề này ta bỏ quên ngay. Thiền luật đồng hành. Đừng nghĩ rằng mình học thiền thấy được đạo, đoạn được phiền não khổ ưu, phá sạch vô minh rồi, quên bẵng đi cái nền tảng căn bản của một tăng sĩ, đó là luật tạng. Quên bẵng đi nền sản này, giới luật sạch như băng tuyết. Vì sao người gọi là tịnh như băng tuyết? Tại sao? Điều thứ nhất, luật nghi làm thành quy nghi, làm thành cái nhân cách cao quý của người tu để cho thiên hạ kính trọng. Gần nhất, luật nghi làm thành một nhân cách để các vị trú trong bất cứ già lam nào, người ta không coi thường các vị. Này đứng, này đi, này nói, này cười,
này ăn cơm, này rửa mặt vân vân. Cái con người thấm nhuần lực nghi, tự nhiên là họ có một cái nhân cách cao quý là một, lịch sự là hai. Và đến bất cứ nơi đâu, thưa các vị, là người đó chỉ có một việc là được người ta quý trọng thôi, chứ không có chuyện người ta khinh thường và người ta kính sợ nha. Cái tình trạng thiếu văn hóa ứng xử trong đời sống người tu chúng ta bây giờ dường như nó rất nhiều. Một số các vị trưởng thành trong xã hội văn minh, các vị có được cái nền văn hóa rất là giàu có, các vị đã từng học những trường lớp lớn đi ngang qua những cái cư xử bình thường, các vị không cần phải học thêm lại. Thế nhưng đa phần một số những người xuất gia không có điều kiện trui rèn trong văn hóa xã hội cao quý của xã hội loài người, không có điều kiện trui rèn trong luật nghi của Phật chế định. Họ cư xử thô, vụng, chi nữa, quê mùa. Đây là tình trạng chung nghe. Các vị chỉ cần nhìn một người, họ nói năng, họ cư xử, ăn cơm, thậm chí là vô rách rưm mà đi ra, các vị nhìn là các vị biết người đó, cái trình độ văn hóa họ ra sao, họ có được tu tập nuôi dưỡng ra làm sao không, nhận ra ngay. Có lần mình nghe Thầy Đăng Quy thì nói chuyện, thì nói thầy, con đi vô trong cái rách rưm của phi cơ, con thấy mấy cái thằng, mấy anh chàng pilot á, nó rửa tay xong á, nó xé giấy á, nó lau mặt xong, nó lấy nó lau vô vậy. Đó là nơi công cộng, người ta mướn người làm, họ làm có lương chứ, mắc gì đâu mà một anh chàng là khách đi đường thôi, mà lại là một người phi công. Thế nhưng mà rửa mặt xong rồi, lau mặt bằng giấy xong rồi, cái giấy còn lại nó ăn lau vô cho khô nước, để cho người khác vô rửa tay, không ướt tay áo nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là những con người được giáo dục khác. Những người tu chúng ta, đúng ra mà nói là những con người có được nền giáo dục cao hơn nền giáo dục của xã hội bình thường. Thế nhưng mà chúng ta xử sự một cách vụng về, xử sự một cách thiếu văn hóa thì không chấp nhận được. Do vậy cho nên là người tu, dù các vị chứng thiền chứng đạo gì chứ tôi không biết, thế nhưng mà luật nghi được làm thành nền tảng để cho các vị có được cách ứng xử của một người tu, nó hoàn thiện nhân cách cao quý của người đệ tử Như Lai. Lợi sinh với niệm, lúc nào nghĩ đến cái chuyện lợi sinh giúp người, chứ không phải như chúng ta giờ. Thưa các vị, dường như chúng ta rất ư là vị kỷ, lợi kỷ thì nhiều nhưng mà lợi sinh thì chúng ta không có bận tâm nha. Cái gì cho tôi, cái gì sang quý, cái gì ăn ngon mặc đẹp, thậm chí trong một chùa với nhau. Thế nhưng mà việc nào là việc cực nhọc, ô uế thì tôi đẩy cho người khác, việc nào là việc sạch sẽ, tiện lợi, không có bỏ tay vô cái chuyện cực nhọc, vất vả, ô uế thì tôi nhận cái việc đó. Tức là lánh nặng tìm nhẹ là cái câu ông bà ta nói nghe. Trong khi đó nếu chúng ta là những người tu, tâm thức chúng ta còn không thể hy sinh được những cái việc rất lặt vặt cho bằng hữu mình, thì đừng hòng nói cái chuyện lợi sinh cho mất công. Đây là sáu nét mình tuyển ra từ Thiền Viễn Tập Anh, trong nguyên văn nó là như vậy, cống hiến đại chúng. Thế là chúng ta đi đến phần thứ hai. Đó là bài học từ thiền sử. Nét đầu. Thưa đại chúng, là mình trích từ cái câu chuyện của Ngài Tịnh Thiền này ra năm nét để chúng ta học từ bài học lịch sử này. Nét thứ nhất, đó là bài kệ tán của Pháp Ký. Bài kệ của môn đồ tán thán thầy. Nét thứ hai, nhìn vào để nghiệm ra điều rằng là có những điều kiện rất là thuận lợi để tiến đạo. Điều thứ ba, chúng ta cũng nghiệm ra là phước hữu lậu nó vô cùng quan trọng, trợ duyên cho ta trên đường tu.
trợ duyên cho ta trên con đường hành đạo luôn nha. Điều thứ tư, nhìn lại đời sống mình để nhận ra một điều rằng là dường như cái nhu cầu đời sống ta nó không có nhiều như ta nghĩ. Và cuối cùng nét thứ năm, đó là chúng ta nhận diện rằng có những cái rất là rườm rà, nó không đáng để ta bận tâm, không đáng để ta đeo đuổi, không đáng để cứu mang, cho nên chịu khó buông xúc bớt những cái rườm rà không cần thiết. Thế là mình giải thích từng phần. Cái bài kệ tán pháp ký rất là hay nha. Các vị đọc vào để thấy ý bài kệ tán này nó có nhiều nét nói cho chúng ta biết. Điểm nét thứ nhất đó là Ngài Tịnh Thiền này, Ngài sinh ra trong một cái thời rất là thuận lợi để tiến đạo. Sinh ra vào thời Lý, thời của Minh Quân. Với điều kiện thuận lợi như thế này, mà không tiến đạo được thì mất đi một cơ hội, một sinh thân là một, mất đi cơ hội của mình gặp được thời là hai. Từ đó mình quy chiếu là đời sống của mình, tất cả những người con Phật sinh ra và lớn lên hoặc là trưởng thành trên đất nước này, các vị thấy cái điều kiện thuận lợi tiến đạo các vị có bằng và hơn Ngài Tịnh Thiền hay là thấp hơn? So ra chúng ta hơn rất nhiều nha. Hoàn cảnh xã hội tốt lành, điều kiện bảo vệ sức khỏe tốt lành, môi trường tốt lành, thức ăn tốt lành, chuyện tu tập tràn đầy những yếu tố giúp cho chúng ta để có thể một đời bình an tu tập. So ra thì ta không cần cái gì thêm nữa cả. Các vị có cần gì thêm không? Hoàn cảnh tốt hơn? Không. Không có người già nào trên đất nước này không được y tế chăm sóc tốt lành cả. Cụ thể nhất là ví dụ như cụ Đăng Đại Hỷ đó, ở Việt Nam cụ chết mất xác từ lâu rồi ngay. Đây. Còn lê lết cái tấm thân già còn có lại sống ở Đại Đăng. Thế thì các vị thấy tật bệnh ốm đau, thức ăn thức uống, chỗ ăn chỗ ở vân vân gì như không thiếu điều chi. Pháp hành trì, già lam từ biệt đến nương nhà cũng đâu thiếu. Đâu có phải là ở ngoài hốc núi hoặc là che một cái liều ở ngoài bụi cây hay ở ngoài Gò Mã, không. Này nắng non, này mưa gió, này lạnh lùng, thưa các vị, rõ ràng rằng là cái điều kiện thuận lợi tốt nhất những người có mặt nơi đây là các vị giống như ở trên thiên giới. Nửa đêm không ai dám gọi cửa các vị kiểm tra hộ khẩu đâu nghe. Thế thì đây là một hoàn cảnh thuận lợi nhất, mà tu không ra làm sao nữa thì không biết đòi ở đâu lên thiên giới thì không phải là điều kiện tốt đâu nghe. Lên đó chưa kịp tu chi là mấy nàng tiên lượm cổ rồi, đừng có hòng lên đó mà tu được như mất công. Thế cho nên nhìn chung lại, nếu ngay nơi đây, ngay hoàn cảnh này, ngay bây giờ, và nếu chúng ta không tu được thì các vị cứ mơ đi, sẽ mất cả triệu kiếp sau mới có cơ hội như thế này. Đây là điều thứ nhất nói nhau nghe. Điều thứ hai, thứ khổ lậu là nền tảng cho công trình tu. Có hai điều nghe. Cũng nền tảng cho công trình hành đạo. Mình tu dĩ nhiên rất là cần phước hữu lậu, tại vì không có phước hữu lậu, các vị không có cái ăn, không có cái mặc, không có điều kiện tốt lành và không có được sức khỏe. Do vậy cho nên phước hữu lậu rất cần để chúng ta có được một mảnh hình hài hoàn thiện, một trí nhớ vừa đủ để học pháp, một hoàn cảnh thuận lợi để an trú trong già lao để tu tập. Thế thì phước hữu lậu rất cần. Có phước hữu lậu che chở thì ta mới có khả năng tiến đạo được. Và khi các vị tu tập có được ít nhiều công đức lành, thấy được đạo, có khả năng giúp người tu tập, nhưng mà không đủ phước hữu lậu, nói người ta không nghe. Cái điều này rất khó nghe. Ví dụ như các vị học thông giáo lý Phật Đà, các vị ngộ được đạo, các vị là trụ trì của già lam tự viện, nhưng mà phước hữu lậu không có. Thế cho nên rồi người ta nghe các vị, người ta không có cảm tình gì cả. Nói thì họ nghe được, không phải đơn giản đâu nghe.
không từng tạo phước điền, không từng gieo chủng nhân lành cho chúng sinh, đố mà nói cho thiên hạ nghe. Các bậc đạo sư có mặt giữa cuộc đời này giống như cụ Trúc Lâm đó, đều là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai đã từng gieo chủng nhân sâu với nhiều con người, cho nên chúng ta mới quay chung quanh ông cụ, học pháp với ông cụ, một niềm kính trọng ông cụ. Không đủ phước không làm được điều này. Mình gần gũi các bậc đạo sư, mình nghiệm ra rằng dù cho còn tu không còn tu chi, nhưng mà người có duyên lành gặp các bậc đạo sư rồi, thưa các vị, cái niềm kính trọng cho tới già cho tới chết. Đệ tử cụ Lần Mai, thậm chí mấy Mỹ, nó không tu được, nó ra rồi, thế nhưng mà khi nhắc tới ông cụ Lần Mai là nó tràn đầy xúc động nha. Những sư cô tu không được ra, nhưng mà chưa nghe một câu nào, chưa nghe một ai nói về ông cụ bằng cái sự thất kính. Phước của ông cụ nó lớn lắm nha. Và đừng có ngông nghênh tưởng rằng mà mình tu ba mớ rồi hơn mấy ông già đó. Thưa các vị, đụng tới mấy ông già đó, nói xấu mấy ông già đó, có chuyện nghiệp quật rồi, chết bỏ mạng. Điều này nói thiệt chứ không phải nói đùa đâu. Thân bại danh liệt, tại vì cả ngày đều là những bậc Bồ Tát tái lai cả. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn là quy chiếu là tự thân các vị, nên biết rằng phước hữu lậu sinh ra từ miệng các vị, từ hành động các vị, từ ý nghĩ các vị nghe. Nếu có một ý nghĩ thất kính đối với bậc thầy tổ là tổn phước. Nếu có một ngôn ngữ xúc phạm đến thầy tổ là tổn phước. Lương tâm của một người đệ tử tràn đầy sự nhân hậu, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng là lành phước điền hữu lậu rồi. Chưa nói đến gì thêm nữa, bố thí, cúng dường, vân vân chưa cần tính. Ta chỉ có một cái mệnh nền tảng căn bản là kính Phật trọng Tăng thôi. Phước đủ giàu có để đi một đời tu, không có bị tất cả những cái bất trắc của cuộc sống tu hành nó dập ta. Cho nên phước hữu lậu này nó trợ duyên cho công trình tu, trợ duyên cho công trình hành đạo. Không phải đời này mà muôn vạn kiếp lai sinh phước hữu lậu vẫn cần để người tu. Và thêm điều là phước hữu lậu này không phải sinh ra từ cái gì khác ngoài thân khẩu ý các vị cả. Thân khẩu ý thuần thiện, thân khẩu ý nhất niệm, thân khẩu ý trú trong pháp hành trì phát triển phước hữu lậu. Tại vì nó chỉ đơn thuần là sinh trưởng pháp lành, sinh trưởng từ bi, phát triển trí tuệ, lòng yêu thương, tâm vị tha, nói một lời xúc phạm người, nói một lời tổn thương người, chỉ trích người, hạ nhục người, hủy bán người, nó tổn giảm phước điền vô cùng là nặng nề. Ví dụ như ông thầy kia, ông sai lầm, ông vụng về, ông ưu hế chuyện ổng, ông gánh những cái quả báo làm nha. Còn bản thân chúng ta mắc mớ gì mà chen vô gánh giùm cái tội của ổng, chen vô gánh cho cái lỗi lầm của ổng để xía phần, gọi là xía phần đó, cái ác nghiệp của ổng, chứ khờ vậy. Nói một cách thảm tệ hơn là người ta ngu, người ta cũng vừa phải chừa cái chỗ ký tên chứ, tại sao mà ngu hết không chừa chỗ ký tên nè. Nhớ nghe, phước lành do chính tâm các vị tạo. Điều thứ tư, đại chúng nhìn kỹ là đời sống mình để nghiệm ra rằng là dường như cái nhu cầu đời sống mình không nhiều đó em. Các vị cần bao nhiêu cái chỗ ngồi vậy? Một cái vuông tỏi củ nhỏ nhỏ 80 phân vuông nhất để ngồi thiền nhất, có cần gì hơn đâu. Các vị đâu cần một cái sàn thiền rộng 3-4 mét, một cái bồ đoàn, cái tỏi củ là chỗ ngồi của ta. Một cái giường ngủ hẹp thế này dài 2 mét là chỗ nằm của ta. Ở cuối cùng ông đời, dù cho ta có làm cái chi đi nữa, thì cái chỗ cần của các vị chỉ có hũ tro cốt thôi nha. Nói cho nó gọn, nó không có phải là một mảnh đất chôn nhiều tiền đâu, mà hũ tro cốt thôi. Chưa chắc chi hũ tro cốt ấy người ta đem về ta để chùa nữa, có khi họ thả vô biển mất tiêu. Thế thì cái nhu cầu đời sống ta gì như nó ít lắm nha, không có nhiều đâu. Đừng có lăn xăng, đừng có chạy vại, đừng có ngược xuôi, đừng có tranh lợi, đừng có tranh danh. Ta làm mọi việc đôi khi nó là vì lòng từ bi, giúp cho người sao đỡ nhọc nhằn. Cho nên xây chùa vân vân làm mọi việc là để đền ơn Tam Bảo, chứ không phải là cái nhu cầu có danh có lợi.
không phải là cái nhu cầu đấy, mở rộng bản ngã. Hiểu điều này rồi thì ta biết rằng việc cần làm nhất không phải là cái chuyện cái gì bên ngoài cả. Việc cần làm nhất của người tu là quay ngược về. An trú trong pháp hành trì, đoạn phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí viên mãn niết bàn là việc duy nhất. Cái chuyện cắt 10 cái chùa, 20 cái chùa, thưa các vị, chuyện đó cũng phải là cái nhu cầu cần thiết đâu nghe. Đời sống các vị không có nhiều như ta tưởng đâu. Không có cần giành chỗ đứng của ai. Không có cần giành chùa của ai. Không có cần giành được thầy thương bạn mến. Thương mấy thì thương, nhưng mà cuối cùng là chuyện của thầy thì làm, chuyện của ta làm nghe. Ông thương kệ ông mắc gì. Không dính chi ta. Thương cũng vui, không thương cũng vui. Thương tôi thì tôi cũng sống gần này. Không thương thì tôi cũng sống nữa, tôi chưa chết đâu. Ghét tôi thì cũng cơm tôi ăn, lỗ mũi tôi thở, chứ ghét tôi thì tôi không thở được à. Thế cho nên thưa các vị, nhìn kỹ là đời sống mình không có nhu cầu nhiều đó nghe. Nhu cầu chỉ có cái lỗ mũi này để thở thôi. Nhu cầu tối yếu các vị chỉ một hơi thở thôi, chứ có nhiều nhẫn gì đâu. Hiểu được điều này, ta làm được điều tuyệt vời là chết. Không có cưu mang nỗi niềm phiền muộn bất an. Không có căm ghét, không giận hờn, không phê bình phán xét bất cứ ai. Người nào mở miệng ra mà nói ông A bà B dở cái này tệ cái kia, khó ưa vân vân, thưa các vị, là người này còn chưa thấy nhu cầu chính của đời mình chỉ có một hơi thở. Nhận ra điều này rồi, tự nhiên người ta rớt xuống hết những cái phiền muộn nhỏ nhoi. Tâm hành ganh tị tự nhiên nó không còn đâu nghe. Này bực bội, này khó chịu, này phiền não, này bất an, này vân vân, thưa các vị, nó không có chỗ đứng trong cái tâm thức của người nhận ra đời sống mình nó không có cần nhiều. Mình có cần để giận người ta mình mới sống không vậy? Đâu có cần. Cần hơi thở thôi chứ cần chi. Mình có cần ghét người ta mình mới sống không vậy? Đúng không? Ghét người ta nó làm khổ mình và nó hủy hoại mình thì chết. Và nhìn ra điều này thì các vị buông một lần những cái đam mê vật chất của mình đối với của cải, những cái đam mê của mình đối với danh lợi giữa nhân gian, những cái đam mê của mình đối với những tình cảm ái luyến nghe. Buông một lần, này vật chất, này của tiền, này lợi, này danh, này tình cảm, vân vân, mọi thứ ràng buộc tự nhiên rất sạch. Sống, cư xử với đời, vì lòng thương đời mà làm như vậy, chứ không phải là vì mình đam mê, vì vướng mắc, vì tâm thức của mình nó tràn đầy dục lậu hoặc tràn đầy tham đắm lợi danh. Đây là điều thứ tư, nhận ra điều này rồi dường như đời tu ta nhẹ lắm, còn không thì nó nặng y. Tội nghiệp cho chính mình, tội nghiệp cho người xung quanh nha. Điều cuối cùng, điều này quan trọng đây. Các vị nhìn lại đời sống mình, cái gì mà rườm rà, cái gì mà nó mang cái nét khoe mẽ, cái gì nó muốn người ta chú ý, thì các vị biết rằng cái thứ đó không phải là cái thứ cần thiết đâu nghe. Một lời nói khoe mẽ về mình không cần thiết. Ở cách thế sự sự để mời gọi sự công nhận của người không cần thiết. Một câu nói lấy lòng lấy dạ người vì mình muốn người ta quan tâm tới mình cũng không cần thiết. Tự nhiên các vị không cần tu bao nhiêu mà đạo hạnh càng ngày càng cao. Còn nếu không hiểu điều này, thưa các vị, đời tu chúng ta càng ngày càng chuốc nhiều cái rườm rà phiền phức. Phải có cái ghế cho nó xứng tầm với cái vị thế của ông trụ trì. Phiền phức rồi. Phải có cái nhà, phải có cái chỗ ở cho nó đàng hoàng để ra vẻ một phương trưởng, trưởng lão. Phiền phức rồi. Tôi đi đâu phải có vài ba người theo hầu hạ, phải có đồ tôn, đệ tử, phải có thị giả, kẻ thì bưng trà, người thì bưng nước, vân vân, thưa các vị, là những thứ phiền phức nghe. Đó là phiền phức làm khổ người. Phiền phức thứ hai, tự các vị chuốc nữa là chi? Làm điệu, làm đàn, làm dáng cũng là một loại chuốc nhiều rườm rà phiền phức. Mà người tu, thưa các vị, đôi khi mình sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy gì là sang cả. Tu được vài chục năm lại sống dở hơi ra và chỉ làm điệu làm dáng, làm như mình cao quý, làm như mình sinh ra cung vua điện ngọc không bằng ông vàng bà chúa không bị, trong khi đó
truy nguyên ra cái gốc tận đầu nguồn của mình, vốn là cái chị nàng hay là cái anh chàng mò cua bắt ốc nhà quê chứ có gì đâu, chẳng phàn có gì đâu ghê gớm. Cái tội chúng ta là chúng ta hay làm cho mình trở thành rườm rà. Nên nhớ, những bậc đạo sư, những vị thiền tăng luôn là những con người giản dị. Hãy sống để sống giản dị, đừng kêu xa, đừng bắt chước, đừng khoe mẽ, đừng làm ra vẻ mình là cái ông chi cả. Dù cho các vị là một bậc đạo sư tuyệt vời, các vị nên sống bằng một cung cách của người vô cùng giản dị. Hiểu được đạo lý này, phẩm giá càng ngày càng cao, nhân cách càng ngày càng quý, đạo hạnh càng ngày càng nguyên thâm nghe, trí tuệ càng ngày càng sâu. Còn nếu không hiểu điều này, ta chỉ là một cái loại chè đuôi cong khoe mẽ mà thôi, nhưng mà rỗng tuếch ruột không có gì cả. Đừng có ham xung xe khoe mẽ, mang hia đội mũ lè lẹt với đời. Ba cái trò mèo đó dường như là dành cho những con người thiếu trí, dành người ít tu. Người thực sự có trí và có tu rồi thì họ biết bỏ những cái rườm rà không cần thiết. Đây là mình nói về những cái rườm rà bên ngoài nha. Thế cái rườm rà bên trong là chi? Nó hai phần. Bên ngoài không có trí không bỏ được. Cái sự khoe mẽ nó là một cái loại bệnh chung của tất cả con người, muốn người ta chiếu cố đến mình, muốn xòe đuôi, muốn trương phòng bản ngã. Đành rằng nó thô, nó rất phàm phu vụn về, thế nhưng mà người ta đã quen với điều này cho nên bỏ nó không phải dễ. Tại vì bỏ không dễ là tại vì bên trong nữa. Bên trong là chi? Nó chất rất là đầy những ý kiến ý cò, chắc rất đầy những suy nghĩ về bản ngã, về tôi, về ta. Tôi phải thế này, tôi phải thế nọ, tôi phải thế kia, tôi phải chứng minh với thiên hạ. Và những thứ này nó càng nặng bao nhiêu thì nó càng rườm rà, mệt nhọc bao nhiêu. Mệt mọc cho chính ta, mệt nhọc cho người nghe. Thế thì các vị hình dung rằng tâm các vị mà nó tràn đầy cái niềm phẫn nộ, giận dữ, hoặc là nó luôn có những cái ràng buộc về tự thân, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, thì các vị cảm thấy rằng là dường như cuộc đời đi đến đâu cũng bất mãn thế đó. Người ta cư xử với tôi không đúng điệu, người ta không kính trọng tôi nè. Tôi là một vị thầy lớn nè, tôi vị ni sư lớn nè, mà họ dường như không có chào hỏi gì cả. Đặt tôi ngồi tuốt với hàng ghế sau, trong khi vị trí tôi là phải ngồi trên đầu kia, đầu bàn kia. Điều này nó đã là sự phiền muộn rồi nghe. Và nếu các vị bỏ được những cái kiến chấp bên trong, mức độ cạn nhất là những kiến chấp về tôi, về ta, về địa vị, về giai cấp, thì các vị đã là một người đủ đầy phẩm đức để cho thập phương thính chúng nương về tu học. Điều này hẳn nhiên á, ta nương về với mình tu không phải là vì mình kiêu kỳ, mình hống hách, mình kiêu ngạo, mình hiểu biết nhiều thì cái chuyện đó của mình, cái mồ anh chứ. Ta nương về là do vì người đó tràn đầy lòng khiêm hạ, nương về là do vì người đó có tâm tử bi, nương về là có đạo hạnh, nương về là có trí tuệ, chứ không phải nương về ba cái con người học thì chẳng có drama gì mà đầy hống hách kiêu ngạo thì không ai ưa đâu, thưa các vị. Có thể với một số người họ cần tử nương, họ cần một chỗ ở, hoặc là mình có nhiều tiền quá, cần tiền của mình. Ngoài ra, cái chuyện tu tập và nuôi dưỡng đạo hạnh, nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, họ không nên tự nương những con người quỷ quái vậy đâu nghe. Thế cho nên, những cái rườm rà của nội dung tâm thức này, nó vô cùng cạch cỡm và xấu xí. Đừng bao giờ cắt nứa trong đáy lòng. Hãy trở thành một người đúng nghĩa của Phật dạy, nó là lòng rất rỗng, lòng rất trong, lòng rất trống, lòng không có cố chấp, lòng không có kiêu ngạo tự hào chi về bản ngã hết. Thì đây là cái cách mà chúng ta bớt đi những phiền toái rườm rà của tự thân của các vị. Nói gọn lại, hai, anh hãy bỏ tất cả những cái tự hào về bản ngã, cuộc đời anh sẽ nhẹ dễ thương ra, và không cần tu bao nhiêu, sự tiến bộ đời sống tâm linh nó dâng lên và nó có thể đạt đến đỉnh cao của trí tuệ.
Còn nếu cái thứ bản ngã rườm rà còn cất chứa đầy trong lòng thì chắc chắn một điều rằng là cái sự phiền toái rườm rà này nó gieo tai họa cho chính anh, làm anh nặng y nặng ạch khi đi bất cứ nơi đâu và không có nơi nào ta dung được anh. Đây là năm nét mình trích ra từ bài học lịch sử của Ngài Tịnh Thiện đây. Cuối cùng, chúng ta có một cái kết nữa đây. Ba ý nữa đây. Ý thứ nhất, ta chia làm ba tầng á. Đạo nhân xin hùng thời, tức là bậc đạo nhân sinh ra phải thời. Đó là câu kết luận thứ nhất. Tất nhiên nó có nhiều vấn đề mình sẽ giải thích cho các vị thấy. Kết luận thứ hai, người tu tỏa sáng như ánh trăng. Ý thứ ba, pháp hành thành tựu giác ngộ không khó như bạn nghĩ. Bậc đạo nhân sinh ra gặp thời. Câu này nó có hàm ý nha. Hàm ý thứ hai đó là kẻ trí sinh ra thì họ là những người đợi thời. Thế là phàm nhân sinh ra thì luôn thấy mình sinh bất thuận thời. Là sao? Tức là tâm trạng này bất mãn cho nên ở chỗ nào cũng bất mãn cả. Ở trong chùa cũng bất mãn, ở đời bất mãn, có vợ cũng bất mãn. Sinh ra trong bố mẹ nghèo cũng bất mãn, sinh ra trong bố mẹ giàu cũng bất mãn luôn. Cho nên phàm nhân sinh không gặp thời. Dù thời đó là Phật hiện ra, với kẻ vô trí, với kẻ phàm, với kẻ tội nghiệp sâu dày thì thời nào cũng bất mãn cả. Ngay đời sống của ảnh, hình hài ảnh đã bất mãn rồi. Thế rồi người trí, họ được cái là họ nghĩ rằng là cơ hội này chưa tới ta thôi, cứ đợi chờ, hãy đợi chờ sẽ có cơ hội mình thành tựu được cái sự nghiệp của mình. Sự nghiệp đó là làm quan chức triều đình, sự nghiệp đó là làm giàu, sự nghiệp đó là phát triển phất lên, vân vân. Thì họ có cái can đảm là một, nuôi ý chí là hai, mong thành đạt điều mong muốn là ba. Đây là hàng thấp nhất, hàng trung bình, và hàng cao nhất là bậc đạo nhân, tức là người tu là xính là phùng thời mà chứ. Nơi chốn nào cũng là nơi chốn ta an thân lập mạng, nơi chốn nào cũng là nơi chốn tuyệt vời để tu cả. Xuất gia đại đăng cũng là nơi chốn tuyệt vời, không xuất gia anh đây. Xuất gia trong xó xỉnh nào cũng vậy, học chánh pháp được là tu được, cho nên nơi nào cũng là hoàn cảnh thuận lợi nhất để ta tu. Không đợi chờ mai kia tôi nhập thất tôi mới tu. Tại sao? Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ai cấm cản ta an trú tâm ngay đỉnh ngay tuệ để hành trì. Thế cho nên người có được năng lực tu là một, thành đạt cái vị thế đạo nhân là hai. Họ luôn lợi dụng mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện để làm sự thuận lợi tiến đạo. Không có trông chờ ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Họ ngay bây giờ, ngay nơi đây, họ tận dụng được cái điều kiện là hình hài của họ khỏe mạnh, hoàn cảnh họ tốt lành, và pháp hành của họ, họ đã nếm trải, thì thưa các vị, lúc nào cũng là lúc hành trì, lúc nào cũng trú tâm trong pháp để tu tập cả. Cho nên ta dùng cái từ là đạo nhân thì xin nơi nào cũng là thời cơ tốt nhất. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người thật tu, thưa các vị, không có gì làm mờ tối hơn họ được. Không có phiền não khổ ưu nào có thể che chắn họ được. Không có ai có thể áp đặt họ. Không ai có thể chà đạp quỷ nhục họ được. Họ hiên ngang, kỳ vĩ, như ánh trăng vừa khỏi mây và sáng ngời thôi. Tại vì cái nội lực tu của họ nó đủ giàu. Do vậy cho nên không ai làm họ phiền não được. Chọc tôi là chuyện của anh, nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi. Sân si hay không là chuyện của tôi. Tôi đâu có ngu gì để anh chọc là tôi sân si. Tại sân si nó quỷ hoại tôi chứ quỷ hoại anh đâu. Thế cho nên với người có tu thì cái vị họ luôn tỏa sáng. Tâm họ trú đồng pháp hành trì, cho nên không có chuyện phiền não, lo âu, sầu thảm, bất an gì quấy nhiễu tâm thức họ. Điều thứ ba, pháp hành để thành tựu sự nghiệp giác ngộ không khó như ta nghĩ đâu nghe.
Không phải là chuyện leo lên trời. Không phải là chuyện đào xuống lòng đất. Không phải là chuyện lăn đá trên đỉnh núi. Mà cái chuyện ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị trú trong pháp hành trì hàm nghĩa rằng các vị trú trong cái năng lực tâm đang quan sát của các vị, là cái lực tuệ tri của các vị. Nhìn thân này, nó là cái của tôi, không phải là tôi. Thì đã trú trong pháp tu rồi. Nhìn buồn, vui, hận, nhẫn, bất an, sinh và diệt, tuần tuột đi ngang, nhìn được nó là các vị đang trú trong pháp hành trì rồi. Nhìn dòng ý thức cuồn cuộn đi ngang, các vị luôn quan sát nó, đừng đồng nhất mình vào nó, thì các vị đã có được tương lai đi vào quả dự lưu rồi. Thế cho nên đừng nghĩ rằng cái chuyện tu khó khăn. Nó vốn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này. Ngay nơi buồn vui hờn giận này khéo thì các vị liền trú tâm nơi pháp hành trì. Đây là kết của ba ý này. Và tóm lại một điều, thưa các vị, người xưa không khác gì ta cả. Từ ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi mở đầu dòng thiền Tỳ Ni cho tới đời thứ 17, các ngài cũng làm một việc đó thôi. Thì dòng thiền Vô Ngôn Thông, từ ngày Vô Ngôn Thông qua Cảm Thành cho tới thế hệ sau này, cho tới lịch đại tổ sư, cho tới các vị tổ Trúc Lâm Yên Tử, không có pháp hành nào khác ngoài điều này cả. Ta có một hình hài, ta có một tâm thức, ta có được nhân duyên lành, thấy được đạo. Thưa các vị, không thua kém bất cứ ai nghe. Gần nhất. Các vị đủ điều kiện để có thể hành trì trú tâm trong pháp. Các vị không phải là cụ Trúc Lâm, nhưng các vị có quyền tu theo pháp hành trì của Phật để thành tựu một vị giác ngộ chứ. Đặt lên bằng cân, bằng cân thì bây giờ ông cụ Trúc Lâm với các vị ai hơn ai? Về cái chủng nhân dày và sâu thì ta không biết, nhưng mà về mức độ cạn thì cụ bây giờ không có khả năng điều chỉnh thân của chính mình như các vị nơi đây. Các vị còn tự chủ được hình hài, còn đứng, còn đi, còn nói, còn cười, còn quan sát được những buồn vui bên trong các vị. Thế thì thưa các vị, mang một hình hài con người đồng đẳng với các vị thánh đệ tử Như Lai trong quá khứ, đồng đẳng với lịch đại tổ sư đã có mặt trên hành tinh này, các vị có chịu tu cũng không thôi nha. Đừng nghĩ rằng ta phải cần cái gì khác ngoài hình hài này, ngoài những xúc cảm này, ngoài những pháp Phật ta đang hành trì. Hiểu điều này rồi, cái sự mặc cảm về thân phận nó không xảy ra. Và chắc chắn rằng là ta vận dụng được cái năng lực và tuổi thọ của ta trong một đời này làm xong việc.